Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ở kỳ trước thì mình đã giới thiệu với các bạn những mẫu đồng hồ cao cấp có mức giá khoảng 150 triệu và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với chủ đề có 500 triệu thì nên mua đồng hồ thể thao nào. Với những khách hàng đã có sẵn thiết kế ưng ý thì việc chọn mua đồng hồ trở nên thật sự dễ dàng. Thế nhưng Gia Bảo Luxury vẫn còn gặp rất nhiều trường hợp khách hàng đến cửa hàng nhưng vẫn chưa định hình được là mình thích đồng hồ như thế nào hay đơn thuần là mua theo tầm giá mình đang có. Vì vậy, Gia Bảo Luxury muốn giới thiệu cho các bạn một số mẫu đồng hồ thể thao với tầm giá khoảng 500 triệu. Mục đích trong video này là mình muốn các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, đồng thời hiểu được về điểm mạnh và điểm yếu của từng dòng đồng hồ. Vậy, trong 500 triệu thì chúng ta có những lựa chọn gì? Đầu tiên chính là chiếc đồng hồ Rolex Skydweller. Khi đi mua đồng hồ, chắc chắn cái tên Rolex sẽ xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người. Đúng vậy, Rolex là thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới và sản phẩm của họ có phân khúc trải dài từ 200 triệu cho tới nhiều tỷ đồng. Và với mức giá khoảng 500 triệu thì Rolex Skydweller thực sự phù hợp. Nếu như bạn chưa biết, phần lớn thiết kế của Rolex không sở hữu tính năng phức tạp mà chỉ tập trung vào độ chính xác và độ bền bỉ. Vì vậy, chiếc Skydweller với tính năng lịch thường niên đã trở thành mẫu đồng hồ với cơ chế phức tạp nhất của hãng. Không chỉ thế, cơ chế điều khiển bằng vành bezel cũng tạo nên sự độc đáo của dòng Skydweller. Với chiếc đồng hồ Rolex Skydweller 326934, vành bezel đã trở thành một phần của bộ máy cơ khí caliber 9001. Với từng vị trí của vành bezel, núm chỉnh giờ sẽ điều khiển từng tính năng tương ứng. Việc thực hành và sử dụng không khó như những gì bạn tưởng tượng, nhưng thật sự là việc thiết kế và chế tác máy rất tốn công sức. Với đường kính 42mm, chiếc đồng hồ này hơi lớn hơn tiêu chuẩn chung một chút nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp với thiết kế đồng hồ thể thao. Đi kèm với chiếc đồng hồ là bộ dây Oyster quen thuộc, được làm từ thép 914L độc quyền của Rolex. Về cơ bản, đây là một thiết kế đẹp, an toàn nhưng cũng có độ độc đáo cần thiết. Về ưu điểm, thương hiệu Rolex đã quá nổi tiếng, nhiều người biết, bộ máy chính xác và bền bỉ. Cơ chế lịch thường niên tiện dụng và đủ dùng, không phải chỉnh nhiều như lịch hoàn chỉnh nhưng cũng không quá đắt như lịch vạn niên. Còn về nhược điểm, kích thước 42mm và dáng Oyster có thể hơi lớn với những người có cổ tay nhỏ, là một chiếc Rolex Sport nên sẽ hiếm và có giá cao hơn giá niêm yết của hãng. Tiếp theo, một người con nữa của Rolex đó chính là GMT Master 2. Chiếc Sport tiếp theo vẫn là của thương hiệu Rolex nhưng có thiết kế khác biệt hơn rất nhiều so với chiếc Skydweller ở trên. Mẫu GMT Master này thuộc thế hệ mới, sử dụng bộ máy caliber 3285 với thời lượng quát được tăng lên tới 70 giờ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chiếc GMT Master và chiếc Skydweller chính là màu sắc. Chiếc GMT Master 126710BLOO sở hữu vành bezel Pepsi ấn tượng với hai màu đỏ xanh nổi bật. Đây chính là chi tiết ăn tiền nhất trên chiếc đồng hồ. Và trên thực tế thì đã có khách hàng của Gia Bảo Luxury còn mua hai bộ dây rubber bee xanh và đỏ, mỗi bộ sử dụng một sợi để phù hợp với vành bezel. Khác biệt thứ hai là về tính năng. Chiếc đồng hồ này có khả năng hiển thị thời gian ở múi giờ thứ hai thay vì hiển thị ngay trên tháng. Về cơ bản, mỗi cơ chế đều có nhiệm vụ riêng và phù hợp với một đối tượng nhất định. Tuy nhiên, cả hai cơ chế này đều có thể thay thế bằng điện thoại di động, nên người dùng chỉ cần quan tâm tới việc họ thích mẫu đồng hồ nào hơn là đủ. GMT Master 2 126710BLOO có kích thước 40mm theo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với phần lớn mọi người. Đi kèm với chiếc đồng hồ này là bộ dây Jubilee, khác với dây Oyster thường thấy trên các mẫu đồng hồ Rolex Sport. Dây Jubilee có mắt nối nhỏ hơn và cũng mềm mại ôm tay hơn so với dây Oyster. Bù lại, nếu đeo quá căng hoặc sử dụng sau vài năm, bạn sẽ cần đi bảo dưỡng để bộ dây cứng cáp hơn. Về ưu điểm, thương hiệu Rolex nổi tiếng, thiết kế vành bezel ấn tượng, khỏe mạnh, kích thước 40mm rất dễ đeo. Còn về nhược điểm, nhiều người cho rằng dây Jubilee không thật sự hợp với một chiếc Rolex Sport. Là một chiếc Rolex Sport nên sẽ hiếm và có giá cao hơn giá niêm yết của hãng. Ở vị trí thứ 3 là chiếc Vacheron Constantine Overseas Sell Winding. Mẫu đồng hồ thứ 3 mà Gia Bảo Luxury muốn giới thiệu tới các bạn trong mức giá khoảng 500 triệu, đó chính là chiếc Vacheron Constantine Overseas. Vacheron Constantine là thương hiệu lâu đời bậc nhất của Thụy Sĩ. Và đặc biệt hơn là họ hoạt động liên tục kể từ khi thành lập cho tới nay. Và thương hiệu này cũng được liệt vào danh sách Tam Thánh, sánh ngang Patek Philippe hay Audemars Piguet. Đó là trên thế giới, còn ở Việt Nam thì Vacheron Constantine không quá nổi bật so với những thương hiệu khác. Tất nhiên, những người chơi tìm hiểu sâu một chút sẽ biết cái tên này, nhưng cũng có rất nhiều khách hàng của chúng tôi đã từng đeo nhiều chiếc Rolex, Patek Philippe và không biết Vacheron Constantine là gì.
Về dòng Overseas, đây là bộ sưu tập thể thao của Vacheron Constantin được ra mắt để cạnh tranh với Royal Oak của Audemars Piguet hay Nautilus của Patek Philippe. Mặc dù độ hoàn thiện không hề kém cạnh, nhưng cái tên này có vẻ lép vế hơn so với hai đối thủ của mình. Tuy vậy, trong cái rủi có cái may, chính vì thế nên chúng ta mới có thể mua được một chiếc đồng hồ cao cấp của Vacheron Constantin với tầm giá 500 triệu. Thiết kế của Overseas theo mô típ chung của dòng đồng hồ thể thao cao cấp, vỏ thép với thiết kế hiện đại, vành bezel không phải hình tròn, càng nối dây tích hợp và bộ dây thép được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo. Royal Oak và Nautilus cũng có cùng công thức này, nhưng với tầm giá 500 triệu thì bạn sẽ rất khó mua được hai mẫu đồng hồ trên. Bộ vỏ đồng hồ có đường kính 41mm nhưng vẫn rất dễ lên tay nhờ thiết kế nhiều góc cạnh, khỏe khoắn. Bộ dây của Overseas cũng thật sự đặc biệt với những mắt nối hình chữ thập Maltese, biểu tượng của thương hiệu. Theo nhận định cá nhân của tôi, bộ dây của Overseas thậm chí còn bắt mắt hơn dây của Nautilus. Bên cạnh đó, dòng Overseas mới còn có thêm cơ chế thay dây nhanh và có tới 3 bộ dây đi kèm đồng hồ, dây thép, dây da và dây cao su. Người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa 3 thiết kế mà không cần sử dụng công cụ đặc biệt nào. Về ưu điểm, thương hiệu cao cấp, lâu đời của Thụy Sĩ, thiết kế tuyệt đẹp, độ hoàn thiện cao, cơ chế thay dây nhanh chóng, dễ dàng biến đổi diện mạo chiếc đồng hồ. Mức giá quá hời nếu so sánh với hai đối thủ trực tiếp, Royal Oak và Nautilus. Về nhược điểm, thương hiệu không thực sự mạnh ở Việt Nam, tuy nhiên điều này đang được cải thiện dần. Và cuối cùng là chiếc đồng hồ Hublot Spirit of Big Bang 45mm. Mặc dù không có tuổi đời lâu như các thương hiệu kể trên, nhưng Hublot lại rất giỏi trong việc marketing và đánh bóng thương hiệu. Vậy nên chúng ta có thể thấy rất nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc sử dụng đồng hồ của họ. Điểm mạnh của Hublot chính là thiết kế trẻ trung, khỏe mạnh và có nhiều điểm tương đồng với những thương hiệu Thụy Sĩ cao cấp khác. Và với mẫu Spirit of Big Bang, bạn sẽ thấy rõ ràng cảm hứng của bộ vỏ Tonel này đến từ Richard Mille. Frank Moller cũng nổi tiếng với dáng vỏ Tonel, nhưng thiết kế sandwich nhiều lớp này thì đúng là đặc trưng của Richard Mille. Đây là điểm hay nhưng cũng là điểm dở của Hublot. Điểm hay đó là người dùng có thể sử dụng những thiết kế gần giống với mẫu đồng hồ họ thích nhưng với mức giá vừa tầm. Điểm dở là sẽ có nhiều người bảo rằng Hublot chỉ giỏi đi học thiết kế của người khác. Tuy nhiên, ý kiến thứ hai có phần hơi chủ quan và thiếu công bằng cho Hublot bởi họ cũng có những cố gắng và phát triển của riêng mình. Nếu như Hublot đơn thuần là một đơn vị ăn cắp ý tưởng, họ sẽ không bao giờ phát triển được như ngày hôm nay. Với trường hợp của chiếc Spirit of Big Bang, chúng ta có thể thấy được những chi tiết tạo độ tương phản và khác biệt giống như lớp đệm màu đen nổi bật. Trên giấy tờ, chiếc Hublot Spirit of Big Bang 601.NS.013.LO.1704 có kích thước 45mm. Tuy nhiên, thiết kế này lại rất vừa vặn trên cổ tay do thiết kế mặt đáy hơi cong cùng với bộ dây cao su mềm mại. Có thể nói rằng, trải nghiệm lên tay một chiếc Hublot lúc nào cũng rất thoải mái và đây cũng là đặc điểm nhiều người dùng Hublot thích, còn những người ghét Hublot lại ít được trải nghiệm và nhận ra. Về ưu điểm, thương hiệu được phổ cập rộng rãi tại Việt Nam, thiết kế hiện đại, trẻ trung, bộ dây cao su mềm mại, thoải mái, thiết kế khá tương đồng với Richard Mille với những người muốn trải nghiệm dáng vỏ Tonel nhưng không đủ điều kiện, còn về nhược điểm, thiết kế khá tương đồng với Richard Mille. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn mẫu đồng hồ thể thao với mức giá khoảng 500 triệu và bảng xếp hạng mình vừa kể trên chỉ là một yếu tố cho các bạn tham khảo. Nếu như các bạn có câu hỏi hay là thắc mắc gì thì hãy đặt ngay câu hỏi xuống dưới phần comment và Gia Bảo Luxury sẽ giải đáp hết tất cả các thắc mắc của các bạn. Còn bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video. Nếu như thích video này thì đừng quên like và để lại một subscribe cho kênh Gia Bảo Luxury nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.